Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ngày thứ tư, ngày 5 tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi. Ngày thứ tư ngày 5 tây tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. mình thấy các bạn tụi một là những người có khả năng sắp có những tin tức vui liên quan đến nhà cửa hoặc là sắp có những cái buổi tiệc ha hội tụ gia đình người thân ừ. có thể một số bạn sắp tới sẽ đi đám cưới à, khá là nhiều và bạn cũng là một người đang rất là mong chờ có được một cái hạnh phúc viên mãn cho bản thân của mình hoặc là đang mong chờ bản thân của mình có được một cái nguồn tiền dồi dào ha ừ mình thấy có thể là các bạn đang ở trong trạng thái của một cái sự gọi là nghỉ ngơi hoặc là bạn đang suy nghĩ, bạn đang lùi lại để xem coi thực sự mình hợp với cái gì hoặc là thực sự mình đang phải lựa chọn những con đường nào thực sự giúp cho mình gọi là đi đúng hướng, đang có rất là nhiều cái mong ước hoặc là đang có rất là nhiều cái ý tưởng, nhiều sự lựa chọn đến với bạn. và ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng được khuyến khích hãy kiên nhẫn, hãy bình tĩnh và suy xét cũng như tập trung vào những gì thực sự bạn hợp với nó đồng thời đừng có vội vàng hấp tấp. Ừ. Và mình thấy có thể là các bạn là những người cũng rất là thích cho đi, thích giúp đỡ, chia sẻ cho những người khác à, về cái um, kiến thức hoặc là về tiền bạc ha, trong cái khả năng của bạn. Và mình thấy dường như sắp tới các bạn sẽ có khá là nhiều cơ hội hoặc là nhiều cái sự giúp đỡ, hỗ trợ hoặc là có thể là các bạn sẽ là người gọi là hỗ trợ cho những người khác thì vũ trụ sẽ mang đến cho bạn nhiều cái món quà à, bởi vì cái sự chân tình của bạn ha cho đi không cần báo đáp á ừ. và mình thấy có thể là các bạn được khuyến khích ha đừng vội bỏ tiền vào nhiều thứ để kinh doanh hay gì đó trong giai đoạn này hãy tập trung và xem xét cái nào thực sự phù hợp nhất ừ. hãy có một cái sự suy nghĩ cẩn trọng nhìn nhận mọi thứ ở nhiều cái góc độ khác nhau Rồi, để mình xem coi ngày thứ tư, ngày 5 tây tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào Trong ngày hôm nay có thể là các bạn sẽ có một cái điều gì đó mới mẻ đến với bạn Có thể là bạn phát triển một cái kế hoạch mới Hoặc là các bạn có một cái sự um, đi dạo hóng mát Hoặc là bạn có một cái sự gọi là uh, bắt đầu một cuộc sống mới ha, với những cái... Um, niềm tin mới hoặc là ở đây có thể là các bạn có một cái sự trút bỏ bớt những gánh nặng áp lực căng thẳng. mình thấy bạn có sự tiếp xúc với một người mang năng lượng nam. đây là một người có quyền hành ha, có sự gọi là khôn ngoan và có khả năng ăn nói, trôi chảy. và người này thì mình thấy họ rất là tự tin, có nhiều ý tưởng, nhiều sự sáng tạo. Ừ. có thể là cái người này họ là một cái người sẽ dẫn dắt hướng dẫn cho bạn trong công việc. một số bạn có thể đón nhận một công việc mới. Ừ. hoặc là có thể là các bạn sẽ có sự tương tác hoặc là nhờ cái sự cố vấn gì đó từ người này ha hoặc chỉ đơn giản là bạn có sự gặp gỡ cái đối tượng nam này thôi và dường như mình thấy các bạn có một cái điều gì đó nghĩ về quá khứ hoặc là bạn có một cái sự thay đổi bạn quyết đoán hơn bạn có sự bỏ quên quá khứ bạn có sự cố gắng sống ở hiện tại ha tập trung vào tương lai vào những gì bạn thực sự muốn và dường như mình thấy các bạn có rất là nhiều cái sự sáng tạo hoặc là bạn sẽ có sự gọi là năng nổ hơn, nhiệt huyết hơn, phấn chấn hơn để thực hiện cái mong muốn được trong trái tim của bạn. và ngày hôm nay mình thấy có thể là các bạn ăn uống gì đó cần phải cẩn trọng để tránh độ bể nè. và hãy tận dụng những gì mình đang có để phát triển ha còn những gì đã mất đã rồi khỏi bạn trong quá khứ thì có thể là bạn nên có sự buông bỏ và đừng nghĩ ngợi quá nhiều hãy tập trung sống ở hiện tại và lo cho tương lai của bạn dường như có thể là trong ngày hôm nay các bạn sẽ có một cái sự cố gắng kết thúc cái nỗi buồn hoặc là kết thúc một cái điều gì đó đen tối trong cuộc sống của bạn à, vào cuối ngày bạn sẽ có một sự rời đi hoàn toàn một vài bạn có thể chuyển nhà trong ngày này nè hoặc là có thể là các bạn sẽ đi chơi đi du lịch đi gặp người thân đi dự tiệc vân vân hoặc là có một số bạn có thể là đi biển à, có thể một số bạn các bạn có thể là đi công tác và đặc biệt có thể là bạn sẽ có sự gặp gỡ với một người mang năng lượng nam nữa đây là một người năng lượng trẻ trung ha một người nhanh nhẹn à, thông minh và có khả năng là tóc đen và hơi xoăn à, thì có thể là người này họ sẽ hỗ trợ bạn trong công việc chẳng hạn hoặc là mang đến cho bạn có tin tức gì đó ha có thể một số bạn ngày hôm nay các bạn sẽ mua sắm một cái điều gì đó mới và ở đây thì mình thấy có thể là các bạn sẽ muốn ở một mình và cuối ngày mà không có muốn gặp gỡ tiếp xúc quá nhiều người ha, à, bạn muốn có một không gian bình yên để bạn à, suy nghĩ về cái hành trình phía trước. Ừ. Hoặc Một số bạn sẽ ngắm trăng sao trong ngày này nè. Và mình thấy các bạn nên uống nước ha, một số bạn có thể là bạn ít uống nước trong ngày này nè Các bạn lo suy nghĩ nhiều và ở đây thì mình thấy là có thể một số bạn các bạn sẽ chăm sóc cho thú cưng của mình, đi dạo với thú cưng, vân vân. Ừ có một số bạn ở đây thì có thể là bạn được lên chức lên một vị trí cao hơn ha bạn có nhiều trách nhiệm nhiều cái công việc hơn cho nên bạn cũng sẽ lên cái đường hướng cái kế hoạch sắp tới như thế nào bạn nào mà có buổi biểu diễn diễn thuyết dẫn dắt chương trình gì đó trong ngày hôm nay thì mình thấy bạn có sự gọi nên tập trung nhiều hơn và đừng lo lắng bạn có thể tạo ra rất là nhiều cái sự kỳ diệu hoặc là có thể thu hút được nhiều người ha ừ. Và có thể là bạn được mọi người ngưỡng mộ ở đây. Tuy nhiên thì mình thấy có thể là các bạn cũng cần phải có sự cẩn trọng. Kiểu như là phải có sự sắp xếp chuẩn bị hoặc là cái sân khấu hay gì đó. Hãy xem xét kỹ lưỡng hơn để tránh có những cái vấn đề bất ngờ xảy ra. Trong ngày hôm nay bạn nào có chạy xe chạy cẩn thận và đừng chạy nhanh quá. Ừ. bởi vì mình thấy chạy nhanh quá có khả năng là sẽ khiến cho bạn không thể xử lý kịp với những tình huống và nó khiến cho bạn cảm thấy nuối tiếc một cái điều gì đó ở đây một số bạn có thể là bạn sẽ nghe được cái tin tức từ người thân ở xa à. Uh, một vài bạn ở đây có khả năng các bạn đang ngóng chờ những tin tức hoặc là bạn có một cái sự ngóng chờ một ai đó nhưng mà cuối cùng bạn không nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho nên mình thấy uh, cuối ngày bạn sẽ quyết tâm và bạn có sự kết thúc hoàn toàn và rời đi trong sự um, nhẹ nhàng và có thể cái sự kết thúc này là để cho bạn được là chính mình và được gọi là tự do ha um. À, một số bạn ở đây mình thấy có thể là vào cuối ngày mình thấy tốt nhất là bạn đừng nên đi đâu vào buổi tối ha à, Để tránh có những cái um, sự nguy hiểm diễn ra ở đây Hoặc là có khả năng là cẩn trọng để tránh bị té ha hoặc là rắn rít gì đó Đây mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự cầu nguyện ha Hoặc là một vài bạn có thể là các bạn sẽ um, cống hiến hoặc là bạn sẽ có sự gọi là giúp đỡ một ai đó ở đây ừ. hoặc ai đó họ sẽ giúp đỡ cho bạn một cái vấn đề gì đó tháo gỡ những cái khúc mắc trên trong bạn ừ. ngày hôm nay thì mình thấy có thể là bạn cũng có một cái sự linh hoạt kiểu như là bạn có khả năng gọi là ứng biến với nhiều tình huống nhiều vấn đề ha bà có thể là các bạn cũng nên có một cái sự cẩn trọng với những người đeo mặt nạ với bạn ha ở đây thì mình thấy có thể là một số bạn các bạn có những cái sự diễn xuất gì đó ha đối với những bạn làm trong nghệ thuật ừ. À, ngày hôm nay nói chung là mình thấy có thể là một số bạn các bạn sẽ có một cái sự gặp gỡ những người họ hàng hoặc là có thể nghe những tin tức từ họ hàng ừ. hoặc là ở đây thì có thể là các bạn sẽ xem những tin tức và bạn thấy quá nhiều cái trường hợp gọi là bi thương cho nên bạn cũng cầu nguyện cho họ ha mình thấy là như vậy vào nửa cuối ngày mình thấy không có gì cần thiết thì bạn tốt nhất đừng nên ra ngoài ừ. một vài bạn có thể là đi về thăm quê thăm họ hàng rồi thăm gọi là ông bà à, tổ tiên mồ mã ông bà tổ tiên gì đó vân vân hoặc là có sự sửa chữa gì đó ở đây à, bạn nào có sử dụng lửa trong ngày hôm nay cẩn trọng để tránh sự cháy nổ ha Ở đây thì các bạn được khuyến khích ha, được trấn an rằng những cái thử thách mà bạn đang trải qua đang mang đến cho bạn những cái bài học sống cuộc sống quý giá ha. Những tình huống khó chịu không phải là cái bài kiểm tra, chúng là những cái trải nghiệm giúp cho bạn biết được cái sự thật về bản thân và những người khác. Và nếu như bạn cứ tiếp tục gặp phải những cái khuôn mẫu lặp đi lặp lại ha thì cái chìa khóa để bạn thoát khỏi những cái điều kỳ tiêu cực này, những cái chu kỳ tiêu cực này là hiểu được cái bài học mà chúng mang lại cho bạn ví dụ như một loạt cái mối quan hệ tiêu cực ha, có thể là cơ hội để bạn xem xét cái mức độ tự trọng của mình à, bạn đang giải quyết um, một cái sự gọi là không lành mạnh nếu như bạn cứ gọi là cố gắng ha, kìm giữ những cái điều tiêu cực này trong cuộc sống của bạn đó hãy cầu xin cùng với vũ trụ tiết lộ cái bài học cơ bản trong cái tình huống khó khăn hãy cởi mở để nhìn thấy cái vai trò của bạn trong cái việc mà bạn chấp nhận những khuôn mẫu cái mục đích không phải là đổ lỗi cho bản thân của bạn mà là nhận trách nhiệm về phần của bạn như một cái cách trao quyền cho bạn chịu trách nhiệm về khuôn mẫu và không cho phép nó tiếp tục diễn ra ha với sự giúp đỡ của vũ trụ ngày hôm nay hãy tập trung làm những gì mình thực sự cần và muốn thôi ha đừng để bản thân của mình sao nhãng với những cái biến động bên ngoài hoặc là những người um, tiêu cực Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông không báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi ngày thứ tư ngày 5 tây tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ hai các bạn hai là những người đang cố gắng cân bằng tập trung hơn một cuộc sống của mình các bạn là những người cũng khá là vui vẻ hài hước ha ừ. có thể hiện tại các bạn đang cảm thấy có một cái sự cô đơn buồn bã tự ti hoặc là cảm thấy có một cái sự thiếu vắng trống trải ừ. Và đang có một sự nhớ nhung hoặc là ừ. đang giải quyết những cái vấn đề bên trong mình lúc này một số bạn ở đây các bạn đang trong chế độ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc cái giấc ngủ hoặc là bạn đang cảm thấy như bị mắc kẹt ừ, các bạn đang cảm thấy như có một cái vấn đề gì đó nó khiến cho bạn hơi quan mang hoặc là nghĩ ngợi ha ừ. hoặc là bạn có nhiều điều gì đó mà chưa có thông suốt ừ. và khi mà bạn suy nghĩ nhiều quá nó ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của bạn rất là nhiều ha và mình thấy ở đây dường như bạn có sự ước mong rằng sức khỏe của bạn nó sẽ dồi dào nó sẽ gọi là ngày càng vững mạnh hơn và mình thấy ý chí của bạn rất là kiên cường, dù cho cuộc sống của bạn ra sao thì bạn cũng có một cái khả năng để có thể đối mặt và giải quyết nó. Ừ. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn là một người chuyên gia hy sinh vì người khác ha. Và mình thấy có thể là bạn cũng đang trong cái trạng thái của sự tập trung và tin tưởng một cái trực giác của mình, tìm kiếm cái sự hướng dẫn từ ân trên. À. Các bạn cảm thấy mọi thứ đang có một cái sự y ạch hoặc là bạn cảm thấy mọi thứ có sự trì trệ ở đây và dường như các bạn cũng cảm thấy uh, không có động lực ha, các bạn cảm thấy hơi mệt mỏi và cũng không có muốn làm nhiều điều ha, kiểu thấy có một cái sự hơi rã rời hoặc là um, hơi chán ngán gì đó ở đây. Ừ. Và các bạn chỉ thích ở yên một mình ha, ừ. thích có một cái sự riêng tư và mình thấy các bạn trong giai đoạn này cầu nguyện ơn trên rất là nhiều, cầu nguyện cho sức khỏe, cầu nguyện cho cái sự thông tuệ, cầu nguyện cho cái đưa hướng đi sắp tới của bạn và nâng cao cái ý chí của bạn và đặc biệt trong giai đoạn trăng tròn này là các bạn rất là dễ hay bị gọi là cột vào giống như kiểu bạn gọi là để cho bản thân của mình bị mắc kẹt á bị trông trên và không biết phải đi hướng nào và bị gọi là um, lo lắng về tương lai kiểu vậy bạn cảm thấy như mọi thứ có điều gì đó nó hơi tâm tó với bạn hoặc là bạn chưa rõ nhiều vấn đề cho nên bây giờ bạn rất là mong muốn mọi thứ nó sẽ diễn ra một cách thuận lợi hơn, sáng sủa hơn cho bạn. Ngày thứ tư ngày 5 tây tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là các bạn cũng uh, uh, sẽ có sự cầu nguyện cùng với ông trên hoặc là các bạn có thể sẽ có một cái sự um, ở một mình ha, các bạn đọc sách, các bạn tìm tòi, các bạn học hỏi, các bạn phát triển bản thân. Một vài bạn ở đây có khả năng sẽ bị thức khuya nè, không ngủ được. Và mình thấy có thể là bạn có sự phát triển, các bạn tìm ra được cái câu trả lời hoặc là bạn có sự gọi là tìm ra được những giải pháp hướng đi mới ở đây. Và có thể là các bạn cũng đang nghĩ đến một ai đó ha, mà đã không nói chuyện từ lâu hoặc là có thể trong ngày hôm nay có người cũ người thân nào đó họ đến thăm bạn chẳng hạn và trong ngày này mình thấy có thể là các bạn cũng được khuyến khích là hãy à, cẩn thận trong việc sử dụng lửa ha, để tránh có những cái sự à, hỏa hoạn ở đây ha hoặc là những cái thiết bị um, cẩn thận để dễ bị cháy nổ trong ngày này có thể là bạn sẽ có một cái cuộc gọi ha một cuộc nói chuyện Ừ. với một ai đó hoặc là một cái cuộc thông báo gì đó đến với bạn và mình thấy các bạn có sự sáng suốt làm rõ vấn đề hoặc là bạn giải quyết được những cái vấn đề tồn động trong bạn bạn ừ. có thể là các bạn có sự gọi là đi rút tiền ATM hoặc là bạn có một cái nguồn tiền nào đó ở đây hoặc là bạn cũng rất là chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền trong ngày này ha à, một số bạn mình thấy các bạn có sự tiên tương tác tiếp xúc với một người mang năng lượng Nam Đây là một người rất là chăm chỉ làm việc siêng năng ít nói và có sự gọi là cẩn trọng chăm chỉ với những cái um, quyết tâm đạt được cái ước mơ của họ đó là uh, đối với họ tiền bạc là quan trọng ừ. một vài bạn ở đây có thể là được thăng chức lên một vị trí cao hơn đó là vị trí uh, lãnh đạo ha, đào tạo nguồn nhân lực hay gì đó ừ. và mình thấy hey, các bạn hình như là các bạn có một cái sự tương tác với um, một người ở nước ngoài ha hoặc là cuộc gọi ở nước ngoài gọi đến cho bạn hoặc là có thể một vài bạn các bạn nhận được một cái cơ hội làm việc ở nước ngoài hát có liên quan đến quốc tế ở đây một số bạn có thể là các bạn sẽ xem những tin tức nước ngoài ha trong ngày này hoặc là nghe nhạc nước ngoài vân vân đồng thời mình thấy có thể là bạn sẽ hoàn thành xong một cái điều gì đó ha uhm và trong ngày này thì mình thấy có thể là các bạn cũng nên chú trọng trong việc ăn uống um, kỹ lưỡng tránh những vấn đề liên quan đến bao tử rồi đó trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là các bạn cũng nên chú trọng về cái giấc ngủ của bạn bạn có thể là suy nghĩ nhiều quá cho nên ngủ không có được um, nên cân bằng lại và mình thấy dường như các bạn sẽ lên một cái kế hoạch nào đó cho tương lai của bạn một vài bạn ở đây có thể là các bạn sẽ có sự cân bằng hoặc bạn có sự phân dân giữa hai cái lựa chọn hai cái hướng đi ha à, trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là các bạn nên có sự chú trọng trong cách nói chuyện ứng xử ha khôn ngoan để tránh có những cái sự tranh cãi gây gắt với người khác ừ. im lặng là vàng với những người tiêu cực và bảo vệ bản thân thật là tốt và bạn được ơn trên bảo vệ cho bạn rất là nhiều ha. Có một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là à, các bạn sẽ được ai đó chỉ dẫn hướng dẫn cho bạn làm xong một cái nhiệm vụ, hoàn thành xong một cái kế hoạch nào đó ở đây. Là có thể các bạn nhận được tiền công hoặc là các bạn nhận được cái lời khen hoặc là nhận được cái sự gọi là à, ngưỡng mộ, vân vân. À, trong ngày hôm nay một số bạn có thể là các bạn sẽ có những cái mơ ước ước ao gì đó ha hoặc là bạn sẽ à, đặt hàng ở đây chẳng hạn à, một số bạn có thể là các bạn sẽ mua điện thoại hay gì đó nè hoặc là các bạn sẽ lên trang mạng khá là nhiều các bạn học tiếng anh hoặc là bạn có thể là sẽ à, tìm kiếm thông tin tài liệu vân vân À, các bạn có thể có một cái sự may mắn gì đó có thể một số bạn các bạn có nguồn tiền may mắn ha hoặc là một vài bạn có thể là bạn nhận được cái phần thưởng ừ. và mình thấy các bạn có sự nguyện cầu có sự hy vọng có sự gọi là tin tưởng và ơn trên một vài bạn có thể là bạn đi đến chùa hay nhà thờ gì đó ở đây ha hoặc là bạn gọi là cầu nguyện trước bàn thờ ở nhà bạn Ừ ở đây thì mình thấy có thể là à, bạn nào tham gia cuộc thi phỏng vấn gì đó thì có thể là mình thấy kết quả cũng khá là tốt đẹp khi mà bạn có sự gọi để cho người ta thấy được cái trách nhiệm của bạn trong công việc và cái sự gọi là tỉ mỉ à, nỗ lực cũng như cái sự quyết tâm của bạn ha, và cái à, kinh nghiệm hoặc là cái kiến thức của bạn ở đây Một vài bạn mình thấy dường như có thể là có trường hợp bị cúp điện nha. Ừ, một vài bạn thì như vậy. Ở đây bạn nhận được cái thông điệp là trái tim của bạn cần được chăm sóc, yêu thương, dịu dàng sau một cái mất mát hoặc sự kết thúc của một mối quan hệ. À, bạn đang đau buồn và có thể um, các thiên thần hộ mệnh của bạn đang rất là muốn trấn an bạn và trao cho bạn một cái ôm ha và đây cũng là cái khoảng thời gian để bạn có thể có được cái sự hỗ trợ về mặt tinh thần sau những cái sự đau lòng. Và bạn cần phải quan tâm nhiều hơn đến trái tim của bạn ha, chăm sóc nó nhiều hơn. Có thể là bạn cần phải thay đổi cái chế độ ăn uống lành mạnh hoặc là tập thể dục ở đây. Hoặc là có một cái sự gọi là can thiệp y tế gì đó và bạn đang có sự kết nối với trái tim thiên liêng của Chúa Giêsu để được chữa lành và thanh tẩy tâm linh ha và Chúa đang ban phước cho trái tim của bạn và hướng dẫn bạn đi theo con đường chân chính và phù hợp với bạn dù cho bạn có đạo hay không thì bạn rất là có duyên với ngài cho nên là bạn đang có một sự kết nối mật thiết với Chúa Giêsu ha để chữa lành cho bạn và ở đây thì bạn hãy biết rằng bạn là một người độc đáo ha à, bạn đủ tốt ha và uh, bạn xứng đáng có được tình yêu ha cho bản thân của mình và tình yêu của ân trên cũng như khi bạn yêu thương bản thân của mình rồi thì bạn cũng sẽ được mọi người yêu thương trân trọng bạn ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 3 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ tư ngày 5 tây tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3 các bạn tụ 3 là những người có khả năng làm ra tài chính rất là tốt ha và các bạn cũng là một người có một cái sự khôn ngoan điềm tĩnh nhạy bén Ừm có cái sức sống, ha, có tinh thần, nhiệt huyết và bạn đứng đang cố gắng cân bằng cảm xúc cũng như tập trung hơn vào cái những điều quan trọng đối với bạn. Bạn rất là yêu hoa lá cây cành rồi đó. Và mình thấy thì bạn đang cân bằng sức khỏe tinh thần ha. Hoặc là có thể là các bạn đang có sự gọi là cân đông đo đếm suy nghĩ về một cái vấn đề gì đó. Đang có sự phân dân giữa những cái quyết định lựa chọn gì đó ở đây mình thấy có thể là bạn cũng là một người nấu ăn rất là giỏi à, các bạn đã có một cái khoảng thời gian ha một mình ha để suy nghĩ hơn nhiều hơn về vấn đề nào đó mà bạn đang trăn trở có thể là bạn muốn rời khỏi một cái tình huống một cái công việc một cái um, nơi ăn chốn ở gì đó một số bạn có thể sắp chuyển nhà và sắp có nhà mới đây nè à, hoặc là một vài bạn có thể là bạn đang tìm kiếm một cái ngôi nhà phù hợp hoặc là tìm kiếm cho mình một cái con đường phù hợp một cái công việc phù hợp và bạn rất là muốn à, mọi thứ nó sẽ thành công, sẽ trọn vẹn ha. và bạn có được cái sự tự do, được sự gọi là thành tựu mà bạn khát khao. Một vài bạn ở đây thì có thể là các bạn sẽ có được những tin tức vui đang đến với bạn hoặc là sắp tới các bạn sẽ ai đó mời bạn đi đám cưới vân vân. Ừ. Rồi để mình xem ngày thứ tư năm tây tháng 7 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. một số bạn trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là các bạn sẽ nghiên cứu đọc sách tìm tòi học hỏi một cái điều gì đó mới ha hoặc là các bạn có thể là tìm kiếm một cái câu trả lời hoặc là một cái lời khuyên tinh thần từ ai đó mang đến cho bạn chẳng hạn ừ. có thể là bạn có sự cầu nguyện cùng với ơn trên ha để giữ cho bạn cái sự tỉnh táo cho bạn cái con đường cái hướng đi rõ ràng một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn sẽ à, có một cái điều gì đó được khai sáng ở đây ha ừ. có thể là có một cái suy nghĩ nó chợt đến với bạn ừ. và bạn làm rõ được cái vấn đề của mình chẳng hạn trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là các bạn cần phải đi đứng cẩn thận để tránh bị té hoặc là đừng đi đến những nơi có độ cao quá ừ. và đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe liên quan đến trí não của bạn mình thấy có một số bạn các bạn có sự tương tác với ba của bạn ha hoặc là một cái người mang năng lượng nam đây là một người có quyền hạn là một người có một sự gọi là cẩn trọng, quyết tâm và có sự gọi là nắm vững cái vị trí và cái vai trò của mình trong cuộc sống là một người có cái um, sự khả năng lãnh đạo rất là tốt. À. và ngoài ra mình thấy các bạn còn có sự tương tác với một người mang nguồn năng lượng nữ đây là một người lý trí ha à, và có một cái sự tinh tế ừ. người này thì có thể là cũng đã trải qua rất là nhiều điều trong cuộc sống người này có thể cũng có quyền hạn cũng có địa vị vững chắc trong cuộc sống của họ thì có thể đây là những người đồng hành với bạn hoặc là những người mà bạn sẽ có sự tương tác trong ngày này có thể họ có sự hỗ trợ giúp đỡ bạn một cái điều gì đó một vài bạn trong ngày hôm nay thì mình thấy có thể là các bạn sẽ có một cái tin tức như bạn được lên chức bạn có sự bất ngờ ở đây mình thấy dường như các bạn còn đang có sự phân dân một cái điều gì đó ở đây mà bạn chưa giải quyết được ha bạn có sự nhiều đêm mất ngủ hoặc là có thể ngày hôm nay bạn cũng bị mất ngủ trằn trọc và đặc biệt có thể là bạn sẽ hơi có một cái sự buồn bã hoặc nối tiếc một cái điều gì đó đó Ừ, cho nên là mình thấy các bạn làm cái gì các bạn cũng làm hết sức mình đi ha à, Được thì tốt, không được thì mình cũng đã làm hết sức, mình không có gì phải hối tiếc cả Trong ngày này thì mình thấy có thể là các bạn nên chú trọng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe cha mẹ của bạn ừ. Đặc biệt vấn đề huyết áp rồi đó ha Rối loạn tiền đình một số bạn ở đây thì có thể là cái người mang năng lượng nữ này họ sẽ giúp đỡ hỗ trợ gì đó cho bạn cho bạn có sự gọi là rõ ràng hơn, ừ, tỉnh táo hơn hoặc đây có thể là một luật sư một người biết về cái vấn đề mà bạn đang tìm hiểu ừ. trong ngày hôm nay có thể là một số bạn có thể là các bạn sẽ đi đi đâu đó và các bạn kiếm đường hay gì đó mà bạn sẽ nhờ những người này chỉ đường cho bạn chẳng hạn và trong ngày này thì mình thấy có thể là các bạn cũng nên à, bận rộn nhưng mà bạn cũng phải à, chăm chút cho bản thân của mình Đừng à, khắc nghiệt quá hoặc là bừng căng thẳng quá, nó áp lực lắm ừ. Nó ảnh hưởng đến nhiều thứ, ảnh hưởng đến cái tinh thần của bạn Trong ngày hôm nay có thể là một số bạn các bạn sẽ lên cái kế hoạch cất nhà hay gì đó đây Hoặc là dọn dẹp nhà cửa ừ. Và dường như mình thấy bạn có một cái sự sửa chữa Ừm sửa chữa nhà cửa hoặc là có sự gọi là um, dùng máy khoan hay gì đó ở đây nè hoặc dùng máy sấy tóc vân vân một số bạn ở đây các bạn đừng vội vàng đưa ra bất kỳ những quyết định nào khi bạn chưa rõ ha có thể là bạn cần hỏi thêm những cái lời khuyên sự hướng dẫn từ ai đó ừ. để tránh gọi là làm sai hoặc là làm chạch hướng vân vân hoặc là có một cái sự hối tiếc gì đó ở đây và đừng sử đừng sử dụng dao kéo trong ngày này hoặc là sử dụng cần phải cẩn trọng để tránh bị đứt tay hoặc là lời ăn tiếng nói thì có phải gọi là có sự chỉnh chu để không thôi sẽ có những cái sự gọi là gây gắt với người thân của bạn chẳng hạn ừ. trong ngày hôm nay mình thấy dường như bạn có sự kết thúc một cái điều gì đó ở đây ha À, bạn nào có phẫu thuật trong ngày này mình thấy có thể là cái cuộc phẫu thuật của bạn nó sẽ thành công thôi ha những người mà chỉ cho bạn những người có cái sự gọi là à, giỏi tay nghề ừ, bạn cần phải hợp tác cũng như đừng quá lo lắng nghĩ ngợi lung tung ừ. cần phải tỉnh táo vững tin và có sự gọi là mạnh mẽ à, bạn nào ngày hôm nay đi ra ngoài đường chạy xe cẩn trọng ha à, tập trung nhiều hơn và đồng thời thì có thể là còn phải cẩn trọng trước những cái vấn đề bất ngờ sẽ đến chẳng hạn à, ngày hôm nay thì mình thấy có thể là các bạn được khuyến khích là đừng vội vàng hợp tác với ai đó khi bạn chưa rõ cái vấn đề ha bạn cần phải có lời khuyên từ người khác hoặc là um, xem kỹ lưỡng giấy tờ nếu như bạn có sự ký kết giấy tờ hợp đồng gì đó ở đây trong à. ngày hôm nay có thể là một số bạn các bạn cảm thấy hơi mệt nhòi các bạn hơi nặng đầu hoặc là có thể là bạn bị đau mỏi vai gáy sẽ có một cái tin tức tốt đẹp gì đó với bạn với bạn hoặc là một cái điều tuyệt diệu điều ngạc nhiên gì đó ha, đến để khuyến khích cho bạn ha một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn sẽ giúp đỡ những người khốn khó cơ cực nè ừ. hoặc là một vài bạn như mình nói là các bạn chuẩn bị ha, xây cất nhà cửa các bạn cũng hơi lo lắng miên man về tương lai không biết mọi thứ ra sao thì mình thấy các bạn cần phải tỉnh táo lên kế hoạch chi tiết à, đặc biệt là vấn đề tài chính nó cẩn trọng kỹ lưỡng để tránh có những cái sự gọi là mất cân bằng hoặc là um, có sự um, tổn thất nhiều ha vân vân À, có thể ngày hôm nay các bạn sẽ nghe được những cái tin tức hoặc là xem được những tin tức um, khá là đặc biệt ha khiến cho bạn hơi bị sốc chẳng hạn hoặc là bất ngờ ở đây một cái thông điệp dành cho bạn thì bạn đã sẵn sàng ha để có sự đủ lành lặn khỏi những cái nỗi đau mất mát À, để bạn có thể cho phép một cái mối quan hệ khác bước vào cuộc sống của mình à, và bạn được bảo vệ và hãy cảnh giác với việc bị tổn thương một lần nữa và bạn đã dành thời gian cần thiết để được chữa lành ha thì bây giờ bạn cảm thấy sẵn sàng một lần nữa để có thể yêu ừ, bạn được hướng dẫn để nhẹ nhàng với chính mình và dễ dàng quay trở lại với cuộc sống tình yêu của bạn thêm một số bạn các bạn có những cái sự gặp gỡ hẹn hò hoặc là các bạn có sự kết nối với những cộng đồng nào đó ở đây để giúp cho bạn có sự gọi là yêu thương cuộc đời cho chẳng trở lại chẳng hạn và tránh những cảnh gọi là sử dụng rượu hoặc là chất kích thích ha lạm dụng quá nhiều quá chất ở đây một vài bạn nam ở đây ngày hôm nay mình thấy là các bạn nên kỹ lưỡng ha tránh say xỉn để gây ra những cái vấn đề ảnh hưởng đến bạn hoặc là bị té ở đây đó và hãy dành thời gian um, kiên nhẫn hơn thành tâm chờ đợi đúng người có thể một số bạn các bạn sẽ nhận nuôi một cái chú thú cưng mới sau khi những cái đau buồn mất đi một cái người bạn đồng vật yêu quý của bạn ha hoặc là bạn có thể là các bạn được gặp một cái người thân họ hàng gì đó ừ. hoặc kết nối nói chuyện gì đó ở đây hoặc là có khả năng nghe một cái tin tức gì đó từ họ hàng trong ngày này Rồi yeah, mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông không báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.